Anh đợi em lâu chưa? Em về nhà thay đồ nên hơi muộn một tí. Không sao. Chỉ là vợ anh xinh quá. Nhưng sao tự nhiên hôm nay lại hẹn anh đi ăn nhà hàng thế này? Thì tại vì hôm kỷ niệm ngày cưới mình cũng chưa tổ chức gì cả. Anh thì tặng quà em rồi, cho nên hôm nay là quà của em. Thật á? Thật đã. Với lại để hâm nóng tình cảm của hai vợ chồng nữa. Vậy thì từ giờ một tuần mình sẽ đi ăn nhà hàng một lần. Em làm sao đấy? Không được à? Anh khác thật đấy. Anh à? Anh khác chỗ nào? Anh vẫn thế mà. Lúc trước anh nghiêm nghị, anh lạnh lùng, ít khi nào nói chuyện với em. Anh cũng chẳng quan tâm gì đến bạn bè của em cả. Thế mà bây giờ anh hòa đồng, anh thân thiện, anh giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Buổi ngày hôm nay là vì anh đã giúp cậu Quý đúng không? Là vì chúng mình thôi. Em đã từng nghĩ hai đứa mình quá vội vàng. Thế nhưng bây giờ em cảm thấy hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Anh thực sự cảm thấy may mắn khi có được em làm vợ. Anh muốn em luôn biết một điều, anh yêu em. Thì chị mới được chơi. Chú Nghiêm ơi, cho con ra ngoài ban công chơi nhá. Nhưng mà bây giờ ngoài trời tối lắm, ra ban công rất nguy hiểm. Con chơi trong nhà nhé. Nhưng mà con chơi trong nhà chán rồi. Thế thì con học bài như chị Thỏ ấy kìa. Con thấy chị Thỏ học bài ngoan không? Nhưng mà con lớn rồi mới phải học, chứ em nhím còn bé tí đã phải học gì đâu ạ. Thế thì con ngồi đây, chú sẽ bật phim hoạt hình cho con xem. Mẹ con dặn không được xem tivi quá 30 phút một ngày. Bữa nay chú đã cho con xem rồi. Cái này đúng, quá đúng. Thì chú sẽ đọc sách cho con nghe. Trước khi ăn cơm chú với con đã đọc sách rồi còn gì. Bây giờ đọc tiếp. Nhưng con chán rồi. Chán rồi á? Vợ ơi, cứu, cứu. Nhím,
có thích chơi trò chơi không? Có ạ, mình chơi trò gì ạ cô? Để cô Trang nghĩ xem nhá. Không nghĩ là chăm một đứa nhỏ lại mệt thế này đâu. Thế mà hàng ngày vợ anh phải chăm cả chục đứa nên bái phục. Đấy là tại vì anh chưa biết cách chăm trẻ con thôi. Điều đầu tiên là mình phải hiểu nó trước đã. Trẻ con thì từng hiếu động lắm, ít khi nào mà chịu ngồi yên như người lớn. Thế nhưng mà mình cũng đừng cấm cản thái quá. Chỉ cần để cho nó chơi ở trong tầm mắt an toàn của mình là được. Ý của em nói là anh thái quá. Chả thế à? Nhím nó động vào cái gì anh cũng sợ. Em không biết là sau này có con thì anh còn giữ con đến mức nào nữa. Mình sinh con đi. Thật không? Thật chứ. Sau một buổi tối trông trẻ con mệt như thế mà anh không sợ à? Sợ cái gì? Thích xử là được. Em không thấy nhà mình có ba người lớn đi ra đi vào trong lặng lẽ, giờ có thêm đứa trẻ rộn ra cả nhà lên à? Vâng, thế thì để em sinh con cho anh trông mệt phờ luôn nhá. Ừ. Em quên không cho Nhím đi vệ sinh trước khi ngủ. Trời ơi. Thế bây giờ anh đổi ý chưa? Chuyện sinh con ý. Anh thay đổi rồi. Em biết ngay mà.